Phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, đêm có mưa vài nơi, nhiệt độ từ 24 tới 35 độ. Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, đêm có mưa vài nơi, nhiệt độ từ 23 tới 35 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to, nhiệt độ từ 24 tới 33 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, nhiều mây, chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, nhiệt độ từ 24 tới 34 độ. Khu vực Tây Nguyên, nhiều mây, chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to, nhiệt độ từ 20 tới 30 độ. Khu vực Nam Bộ, nhiều mây, chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to, nhiệt độ từ 23 tới 32 độ. Thành phố Hồ Chí Minh, nhiều mây không mưa, nhiệt độ từ 26 tới 34 độ. Thủ đô Hà Nội, có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, đêm không mưa, nhiệt độ từ 25 tới 35 độ.